Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ vừa có một số bạn học online và một số bạn học trực tiếp, cho nên là thầy cứ bám sát thầy, cứ ngồi sát máy tính. Chúng ta sang chủ đề thứ năm là không gian vector. Thì trong buổi học lý thuyết chúng ta đã học về khái niệm không gian vector, đầu tiên là định nghĩa không gian vector. Thì một tập học V khác rỗng cùng với hai phép toán cộng và nhân vô hướng được gọi là không gian vector thực, tức là không gian vector trên trường số thực. Cái hệ số k nó lấy ở trên tập số thực thì nó gọi là không gian vector thực, còn nó có thể không gian vector phức và cái trường f bất kỳ. Được, chưa học á? Thì nó sẽ được là không gian vector nếu như nó thỏa mãn 10 tiêu đề sau. Trong đó thì tiêu đề số 1 thì người ta gọi là tiêu nó bảo toàn về phép cộng. Tiêu đề số 6 là bảo toàn phép nhân vô hướng. Tiêu đề kiểm tra là không gian vector thì chúng ta phải kiểm tra đầy đủ, thỏa mãn đầy đủ các tiêu đề như thế này. Nếu thỏa mãn đủ cả 10 tiêu đề này thì nó mới là không gian vector. Thì thông thường người ta hay kiểm tra tiêu đề 1 và tiêu đề 6. Nếu như không thỏa mãn một trong hai tiêu đề 1 và 6 thì chúng ta sẽ dẫn tới kết quả là nó không là không gian vector. Ví dụ như là bài 191, người ta bảo thế nào là đóng với phép cộng, phép toán cộng, rồi thế nào đóng với phép toán nhân vô hướng, rồi cho ví dụ. Thì ở đây thì chúng ta nêu lại là vậy thì V đóng kín với phép cộng là nếu như với mọi U và V thuộc vào V, chúng ta đều có là tổng của chúng là thuộc. Không đóng kín thì là chúng ta dùng cái phủ định của nó là gì? Tồn tại UV thuộc V nhưng mà U cộng với V thì lại không thuộc vào V. Ở đây thầy lấy ví dụ như này để các em sẽ hình dung. Ví dụ như phép toán trừ nhé, phép toán trừ ở trên phép trên tập hợp các số tự nhiên là nó không đóng kín đâu. Thầy lấy ví dụ 3 trừ đi 5, 3 và 5 đều là số tự nhiên, nhưng mà 3 trừ đi 5 thì nó lại bằng bao nhiêu? Trừ 2. Nó có thuộc tập số tự nhiên không? Không, đúng không? Đấy, cho nên là cái phép trừ trên cái tập hợp số tự nhiên là nó không đóng kín. Vì thế về sau nó bắt đầu mới nghĩ ra cái người tiền cổ người xưa ấy, thì bắt đầu nó mới bảo thế như vậy là cái như vậy cái tập hợp số tự nhiên nó không đầy đủ, thì nó bắt đầu mở rộng sang tập hợp số nguyên. Xong bắt đầu nó đưa ra đến khái niệm phép chia. Phép chia thì nó lại có cái giả là 6 chia 3 thì bằng 2, đúng rồi, nhưng mà 3 chia cho 6 thì nó không phải là số nguyên nữa, nó mở rộng số nguyên ra thì nó sẽ được số hữu tỉ. Xong số hữu tỉ lại mở rộng sang số thực mở rộng ra là số phức. Đấy, nó cứ mở ra trong quá trình làm cái gì nó thiếu cái gì nó sẽ bổ sung. Tự nhiên số thực sang số phức thì ví dụ như phương trình bậc hai, đúng không? Trình bậc hai thì không phải lúc nào nó có nghiệm đâu, trường hợp nó vô nghiệm nên là nó không có nghiệm thực thôi. Nhưng mở rộng để cho mọi phương trình bậc hai đều có nghiệm thì chỉ nó mới đưa ra khái niệm về số phức. Trên tập hợp các số phức thì tất cả các phương trình bậc hai đều có nghiệm hết, đúng chưa? Nếu quay trở lại bài này, đấy là thầy giáo lấy ví dụ bên ngoài để chúng ta hình dung là đóng kín là như nào mà không đóng kín như nào. Trên tập hợp các số tự nhiên ấy, phép trừ không đóng kín, 5 trừ 3 thì thuộc nhưng mà 3 trừ 5 thì không hề thuộc. Đấy, nôm na là như thế, tức là chúng ta chỉ ra một cái cặp bộ U và V sao cho U cộng V là không thuộc vào, nó không đóng kín. Còn đóng kín là phải xử sự kiện phải xảy ra với mọi. Tương tự như vậy đối với phép nhân. Thì mình học theo kiểu như thế này thì mình nhớ nó mới lâu. Đặc biệt là sử dụng cái phủ định của một mệnh đề. Thì bài 192 là yêu cầu mà nêu thị 10 tiêu đề của không gian vector, cái này các em phải học thuộc thôi. Sau đó đến bài 193 người ta yêu cầu là nó thỏa mãn những tiêu đề nào của không gian vector. Em tự đi kiểm tra. Sang đến dạng bài số 2, dạng bài số 2 là dạng
bài quan trọng đầu tiên của ngày hôm nay, đó là không gian con. Không gian con thì người ta cho một không gian vector B và một tập con V kép trên tập hợp các số thực trên không gian thực. Thế thì cái V kép này nó là không gian con khi nào anh nhớ? V kép là không gian con khi nào? Không như ở nhà thì nó chờ đâu, phải nó không chờ đâu, cứ đến giờ là học. Và chúng ta lưu ý, học ở nhà thì có khi dậy muộn tí đợt, nhưng mà ở đây nó khác. Ở đây thì còn đi xe buýt hết, nhiều khi là muộn. Thế thầy bảo hôm trước thầy nói là trọ nó lại quanh quanh trường thôi, trọ xa quá đến nơi 25-30 phút đến nơi trước vào. Nó phải mãi điều kiện gì? Điều kiện gì để nó là không gian vector con? Nếu định nghĩa thì là cái tập hợp V khác rỗng, tập hợp V kép khác rỗng, tức là nó là cái tập con của cái không gian V, nó khác rỗng, nó là không gian con khi nào? Định nghĩa rất đơn giản, nó đóng kín được theo cộng và đúng với phân nhân vô hướng. Nhưng mà không ai người ta làm như thế với mọi chết. Thế thì nó phải có một cái điều kiện gì? Điều kiện gì? Đi kiểm tra không gian, kiểm tra 8-10 tiêu đề đi chết, nó phải có cái điều kiện gì đấy. Thế thì chúng ta chỉ cần kiểm tra cái gì thôi? Kiểm tra cái gì? Nhớ 41363 tên gì? Em tên là Vũ Trí Thành. Vũ Trí Thành cho biết rằng là nó thuộc cái tập to. À, nó là tập con của cái tập tạo hoàn, đúng rồi. Gì nữa? Nó không phải là tập rỗng. À, tức là nó khác rỗng. Rồi. Gì nữa? Nó đóng kín đối với cộng, đóng kín tiếp nhân, chấm hết. Đây. Tính là cả. Ghi trong bảo là dạng bài 1, dạng 1, tập con, à quên, không gian con. Định nghĩa sách giáo khoa, điều kiện là không gian con, ghi trên bảng kia. Ghi lại lý thuyết, sau đó làm bài tập nó mới hiểu được. Môn này cũng như môn khác, mình cứ hệ thống lý thuyết trước. Môn này còn đỡ như môn giải tích thì phải 80% là lý thuyết, anh không học lý thuyết thì coi như môn ấy đứt luôn, đứt ngay. Ngày xưa sinh viên sư phạm là môn giải tích là cứ dụng nhí sung. Bây giờ không biết, lâu thì không quay lại không biết, có thể bây giờ sinh viên giỏi lên, giỏi thì giỏi nhưng mà giải tích, nhưng mà nếu như học theo ngôn ngữ epsilon delta ngày xưa chết giả, bây giờ nó trình bày khác. Ngày xưa môn ngữ epsilon delta 10 người phải 8 người học chỉ là thì chỉ được trung bình. Cái một là nó khác rỗng, cái thứ hai là ta ghi thêm đoạn cuối là bỏ ngoặc, V kép đóng kín đối phép nhập cộng. Cái ba cái em ghi cho đoạn cuối là bỏ ngoặc, V kép đóng kín đối phép nhân để chốc giải bài cho nó nhanh. Cái hai ở phía cuối em ghi là đóng kín đối phép cộng, cái ba ở phía cuối em ghi là đóng kín đối phép nhân. Đấy, tức là muốn chứng minh nó là một không gian con thì chúng ta chứng minh nó thỏa mãn ba cái tính chất ở trên, ba điều kiện, gọi tính chất là ba cái điều kiện trên được thỏa mãn. Bây giờ một câu hỏi đã ra lần ngược ra, vậy thì khi nào cái tập con V kép này không là không gian con, khi nào nó không là không gian con?
Xin mời 41397. Vâng. Thì nó không thỏa mãn, chỉ cần một điều kiện là không là con. Không thỏa mãn một trong ba điều kiện trên thì nó không thân là con. Câu trả lời của em rất chính xác, nhưng vấn đề bây giờ em trả lời cho thầy là cụ thể như nào? Nào đi chơi thế? Em đi làm ạ. Làm đi đâu? Em làm đi mãi đâu em cũng biết. Không. Không biết là không đi nhầm ở trường mình sẽ đi vào trong trường mình, nhưng mà lạc đi lung tung, nói lạc đùa tối về lạc thật đấy. Đứa nào nói dối thầy đều bị lạc thật, bị thật. Con đứa bảo là em vừa chia tay em người yêu xong, mặc dù hai đứa đang yêu nhau, kết quả trong vòng 3 ngày chia nhau vĩnh viễn, cho dù bao nhiêu người đến hòa giải nối kéo núi kéo vẫn không được. Con đứa thì bảo em vừa bị ngã xe, mặc dù nó không hề ngã, kết quả về trong vòng 3 ngày ngã lên ngã xuống. Tội dám nói dối thầy. Em bị lạc rồi. Một thầy đang nói đứa ngã xe mà. Lạc là bình thường. Thì đi ở Việt Nam dễ lạc, đi nước ngoài thầy còn ít bị lạc, đi ở trong nước thầy bị lạc hết rồi. Đi nước ngoài, ví dụ nhá, đến chỗ rẽ khoảng 20-30 mét nó đã báo rồi, chứ không phải đến chỗ mình nó mới báo. Đến chỗ mình mới báo thì có đi xe đi nhầm làn đức, anh hiểu không? Nó phải biển, nó phải như thế, chứ còn nó tính rồi. Anh di chuyển với tốc độ này đến cách đấy bao nhiêu là anh phát hiện ra anh chuyển làn trước rồi, chứ không phải gần đến nơi nhìn thấy biển quá muộn. Cái biển giao thông sau này em có người nhà làm bên giao thông, những nghĩ chi tiết như thế đấy, một chi tiết nhỏ nhưng mà văn minh giao thông, không phải là dân mình mà do cái biển nó không chuẩn, biển không chuẩn, kể cả biển trên đường cao tốc cách bao nhiêu km là phải báo rồi. Bây giờ ai đây nào trả lời này cụ thể hơn. Đấy không phải là ở đây, đúng rồi. Đầu tiên là có thể là bằng rộng, vi phạm điều kiện 1 tức là bằng rộng. Vi phạm điều kiện 2 là thế nào? Cụ thể thực ra ở trên vừa nói hết rồi, không để ý ở bãi tít tít trên lúc đầu giờ ấy, không đóng kín với phép cộng tức là tồn tại UV thuộc vào VK sao cho U cộng V không thuộc VK, đúng không? Mấy cái đóng khung đầu tiên là nói như theo bạn là nó vi phạm một, không thỏa mãn một trong ba điều kiện. Diễn giải ra vi phạm điều kiện một là thế nào, thỏa mãn điều kiện một là thế nào, vi phạm điều kiện một là thế nào, thỏa mãn điều kiện hai là gì, vi phạm điều kiện hai là thế nào. Đúng chưa? Rồi. Vi phạm điều kiện 3 là thế nào? Thỏa mãn điều kiện 3 là như nào? Sau đó chốc nữa chúng ta chiến đấu vào dạng bài tập thì nó mới hiểu được. Được chưa nào? Rồi, bắt đầu. Đây là cái em vừa nói thêm ấy. Tức là ngoài cái ở trên ra, chúng ta còn có một cái chi tiết là mệnh đề thuận P kéo theo Q. Nó tương đương với mệnh đề phản đảo không quy kéo theo không v. Áp dụng nếu v kép là không gian con của v thì vector không phải thuộc vào v kép. Mệnh đề phản đảo của nó là nếu như vector không không thuộc vào v kép thì v kép không là không gian con. Đây là phương pháp chứng minh sẽ dùng đến, sẽ có một trường hợp dùng đến, một số trường hợp, một số bài dùng đến mà chứng minh nó không là không gian con thì trong một nốt nhạc đối phương chưa kịp đặt bút mình đã làm xong. Các bạn nào học online mà thầy giáo gọi tên là cũng phải trả lời nhá, không trả lời là vắng đấy nhá. Thầy định là tuần này để bài kiểm tra, nhưng mà lớp mình có một số bạn là F0, F1, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra online vào 20 giờ tối thứ bảy. 20 giờ tối thứ bảy trên MS Team sẽ xuất hiện ra cái link cho chúng ta nhảy vào đấy, chúng ta làm.
và chúng ta nhớ quy tắc ngày mai là nó nhắc lại, nhưng mà hôm nay thì nó nhắc là chỉ được nộp bài sớm hơn chứ không được nộp bài muộn hơn, bởi vì đấy nó là rất là phũ phàng, cứ đúng giờ nó đóng cửa, hiểu không? Đến giờ là máy tự động nó đóng vào thôi, mà đúng giờ không phải đúng giờ của em mà giờ của hệ thống đây mình hết sức lưu ý là gần gần đến giờ đấy là mình đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần hết rồi, giấy bút sẵn sàng, đúng đến giờ thầy ơi cho em đi vệ sinh chứ giờ không kịp nữa, quay lại đã mất 10 phút rồi. Bài kiểm tra đầu tiên thì rất nhẹ nhàng, gọi là chào sân. Bài kiểm tra thứ hai cũng bình thường, bài kiểm tra ba bắt đầu mới tăng cường. Thầy hả? Giật hết cả mình. Thế giờ học on là thầy có xem màn hình không ạ? Thế giờ cứ ngồi thế này nó không thấy cái gì cả thầy. Đang nghe mày nói từ lấy chứ. À, thì thầy giáo quên. Thế giờ chỉ bài tập thì sao mà xem được ạ? Xem được chưa? À, rồi ạ. Mình hơn nhau là cái chỗ đấy, chẳng lẽ không đấy, bảo thầy ơi thầy chưa, em không nhìn thấy gì cả. Quên giới thiệu với em là thầy đã từng dạy cái lớp mà có một nhóm học online mà nó học online từ lâu rồi, cho nên cái này kinh nghiệm rồi, có điều là mãi nói chuyện cuối cùng lại quên phép mất không xem màn hình. Thôi không sao, thầy cho xem lại một đoạn này vậy. À, cái dạng bài chính của ngày hôm nay đây, điều kiện cần và đủ là không gian con là như này, cái này trong giờ lý thuyết thì thầy giáo đã dạy rồi đấy, phải thỏa mãn ba điều kiện đấy. Nếu nó không là không gian con khi và chỉ khi nó vi phạm một trong ba điều kiện, nếu thỏa mãn điều kiện một thì nó phải khác rỗng, mà vi phạm điều kiện một thì nó phải bằng rỗng. Thỏa mãn điều kiện hai thì là phải đóng kín lớp phép cộng, tức là cái sự kiện đấy phải xảy ra với mọi, còn vi phạm điều kiện hai là phủ định của cái trên, phủ định mệnh đề trên, tức là tồn tại. Còn vi phạm điều kiện ba là thế này, tồn tại u thuộc v kép, k thuộc r, nhưng mà k nhân u thì lại không thuộc v kép. Còn thỏa mãn điều kiện ba thì ta biết rồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp có thể sử dụng cái phương pháp đó là chúng ta dùng cái mệnh đề phản đảo của cái mệnh đề thuận, nếu v kép là không gian vectơ, không gian con của không gian gian V thì bắt buộc phần tử không phải thuộc V kép, và mệnh đề phản đảo của nó nếu như mà V và phần vectơ không ấy mà không thuộc của V kép thì lập tức nó sẽ không là không gian con, được chưa? Sau đây thì thầy cho chúng ta sẽ vận dụng vào làm một số bài tập. Bài số 197 kiểm tra các tập sau đây có phải là không gian con của R3 hay không? Thế thì đây là một cái dạng bài về R mũ N, không gian con hay là không gian không phải là không gian con. Đặc điểm nhận dạng của loại này là như sau: chúng ta đưa nó về hệ phương trình hoặc là phương trình tuyến tính thuần nhất thì chắc chắn nó sẽ là không gian con. Mấy giờ? Đi sớm. Vào đây. Người đến là tốt rồi. Nhớ là 1 giờ nó bắt đầu học, tức là 13 giờ. Xong phải ke giờ chứ cẩn thận, bật ke cũng được cơ. Đó. Thầy đó vừa nói gì nhỉ? Tức là chúng ta quy về phương trình hoặc là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì nó mới là không gian con. Bây giờ hãy lấy cái con đầu tiên. Con đầu tiên có là không gian con hay không? Cái con đầu tiên
nó có là không gian con hay không? 41539 có hay không? Ừ, có hay không? Vì sao có? đấy là bài sau rồi. Sau khi chứng minh được nó là không gian con mới được làm như thế. Bây giờ chưa được làm thế. Thực ra là như này, chúng ta để ý kỹ, bây giờ cái thằng vector u ấy, xyz mà nó thuộc vào V1 ấy, thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta nhìn vào đề bài đi, nó thấy cái gì đấy? Nó sẽ thuộc V1 khi nào? Thứ nhất là y phải bằng 0 đúng không? Thứ hai, có biết tại sao y bằng 0 không? Không biết thì thôi, coi như môn này đứt. Tại vì cái thứ hai của nó trong này đây 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 không đi thế. Thế còn cái gì nữa? Không gì đi gì à? Z bằng 2x. À. X bằng x. Không có đề gì. Cái này đúng chưa nào? Hả? À. À. Đây trả lời hệ phương trình tính thần nhất cái gì đó. Y là 0x cộng 1y cộng 0z bằng 0. 2x cộng 0y cộng 1z, à nhầm dấu, 2x cộng 0y trừ 1z bằng 0, đây là gì? Đây trả lời phương trình tính thần nhất của gì đó, đúng không? Đúng chưa? Chắc chắn cái này là không gian con, chốt cái ta đi chứng minh sau. Bây giờ thầy đang bảo là như thế. Thế con thứ hai có là không? Đúng, đúng, ta đọc ra trừ mà. 2x trừ z, 2x cộng 0y trừ 1z bằng 0. Cái thứ hai có là không gian con không? Thứ đây không phải chứng minh đâu mà ghi. Cô bên cạnh tên là gì? Phượng nhà cách đây bao nhiêu xa? Cái con thứ hai có là không gian con không em? Có. Vì sao? Vì đi bằng x. Chuyển sang là x trừ y cộng z bằng 0. Đấy là phương trình gì? Tuyến tính thuần nhất. Một phương trình tuyến tính thuần nhất, đúng rồi. Thế 597. Em là Phạm Hồng Cương. Cái sau có không? Có đúng không? Có nhận điểm không về chỗ. Cái thứ ba, nó không hề là không gian con, vì chúng ta chuyển vế sang, chúng ta sẽ được là x cộng y trừ z bằng trừ 1. Đây không phải là phương trình tuyến tính thuần nhất. Đây là những đặc điểm nhận dạng. Tôi nói cho các em biết thế để các em làm cho nó nhanh, chứ còn trình bày không nói câu đấy được. Đây là mẹo thôi. Vậy trình bày phải như nào? Trình bày phải đúng như ba ý của đấy. Đầu tiên là phải khác rỗng. Khác rỗng là thế nào? Thì thông thường người ta hay lấy được từ không ấy, thì có thể là gì? Lấy x thì bằng không, chúng ta sẽ được cái vector u bao nhiêu? Nhìn lại đây, này cái con trên cùng ấy, lấy bằng không đấy, rồi ôi không không hai lần không, yeah. Đúng không? Này, có nhìn thấy con này nó thuộc vào V1 chưa? Ý thuộc V1 chưa? Thuộc V1. Ở đây suy ra cái ở trên là cái phân tích nó sẽ là không gian con hay không, suy ra V1 ở trên không phải là lời giải đâu nhá, suy ra V1 khác rỗng. Cho nên về sau cái con V1 này nó có thể viết ra thành là như này, x y z ở đó y bằng 0 phải gì nhỉ, vừa nhẹ mình viết là 2x trừ đi z bằng 0. Đấy, người ta có thể đây là một cách viết khác, em nhìn đâu. Đây là một cách viết dạng phương trình, còn một cách đây giải thẳng rồi, giải rồi, nghiệm rồi. Đấy. Nhá, cái một đây có thể viết hai cách. Rồi. Đánh dấu đề một. Tiếp tục, bây giờ chúng ta phải chứng minh cho nó kín đến phố cộng. Là gì? Với mọi U thuộc vào V1. Đấy là về mặt lý thuyết là U thuộc V1, nhưng bây giờ phải viết thẳng ra. U1, U là thế nào?
U là vợ của bố. U là thế nào? U là thế nào? Nó cho thế nào viết thế? X 0 2x thuộc vào V1. Tức là x thuộc R đấy. Rồi. Với mọi V. V bằng cái gì? X phẩy hoặc là y cái gì 2y thuộc vào V1, y thuộc R, không thở dài, học hành vất vả, kết quả còn 77 78 còn 79 còn khó khủng khiếp luôn. Có biết thầy giáo xuống dòng để làm gì không? Thì hết dòng cả xuống dòng, nhưng bây giờ em cộng dọc nó xuống. Nó xuống dòng là có dụng đích cả đấy, không phải ta nói đùa đâu. Xuống dòng đấy cộng dọc xuống có phải dễ không? Thì nó không bao giờ nhầm được. Đấy là thủ thuật. Cộng dọc xuống cho thầy giáo. U cộng V bằng cái gì? Cộng dọc xuống, cộng giống như ngày bé cộng nhá, cộng. Cộng này được cái gì nhỉ? 41665. Có em đi thì vào Ừ. được x cộng y không hai nhân x cộng y X cộng y này không này. Cái chỗ này đúng ra của nó là 2x cộng 2y, nhưng mà cái thành phần đấy nó thuộc vào tập hợp R, nó phép cộng với phép nhân với cái chất phân phối, cho nên chúng ta nhóm thoải mái đúng không? Thế thì sao, về sao thuộc, tại sao lại thuộc? Bởi không, quan trọng nhất thì không nói, bởi vì cái thứ ba bằng hai lần cái thứ nhất đúng không, đúng định nghĩa của nó là cái thứ ba, cái tọa độ thứ ba ấy, nói cái cho nó dễ, nó liên tưởng giống hồi lớp 12. X không x x không 2x thì có phải là cái thành phần thứ ba là bằng hai lần của thành phần đầu. Thế đây sẽ qua hai lần chưa, bằng hai lần thì nó phải thuộc con gì nữa, con này thuộc về một, rõ ràng thằng này bằng hai lần thằng này cái gì đó. Đây nhá, thôi được rồi, thế đây thầy giáo viết này để cho các em quen này, cộng thẳng tay này. Thuộc vì sao? Bởi vì 2x cộng 2y chính là bằng hai lần của x cộng y. Này, thế này nhớ rõ hơn đúng chưa? Điều này chứng tỏ cái gì ạ? Xuất phát từ U và V thuộc V1, kết thúc là U cộng V thuộc V1. Điều này chứng tỏ là V1 đóng kín đối với phép cộng. Trình bày phải như thế này nó mới hiểu được bài không? Trình về một đúng kín đối với phép cộng. V1 đóng kín đối phép cộng. Hai. Bốn một sáu sáu tám chúng ta còn phải làm gì nữa nhỉ? Ừ. Mình phải làm gì nữa? Tổng kim phép nhân. Tổng kim phép nhân là cụ thể như này. Không dở vào đó. Em dở ra. Bây giờ thì cái thứ ba hoặc là đánh số ABC cũng được, là với mọi U x 0 2x thuộc V1, x thuộc R, và với mọi K thuộc R. K nhân U bằng cái gì? Hồi bé cấp 2 ở lớp 9 với lớp 10 với lớp 12 làm nào, bây giờ làm đúng như thế. Nó cho cấp 10 là 2 chiều, lớp 12 là 3 chiều. Sau này là nào chiều ta cũng cần đúng như thế. Trừ một số trường hợp nó định nghĩa phép toán khác. Lấy K nhân U bằng cái gì? K nhân U bằng bằng cái gì ạ? Cái không à thấy Kx không k2x. Cái này thuộc về tại sao? Thuộc về một tại sao?
theo đúng công thức là tất cả nhân với k, nhưng mà cái thằng ở giữa là k nhân với không, nó vẫn là không nhỉ? Tại sao con này lại thuộc vào v1? K nhân 2x thì nó bằng, mục tiêu của chúng ta là vẫn chứng minh cái thằng thứ ba bằng hai lần cái thằng thứ nhất, là đã qua yêu cầu, nó thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất cái ở giữa phải bằng không, thứ hai là cái cuối cùng phải bằng hai lần cái thứ nhất. Cứ làm đúng như thế là nó ra, hiểu chưa? Làm nó giống như thuật toán, cứ làm như thế. Một thứ chết rồi, cái này bằng cái gì nhỉ? Hai lần của cái thế trả cái thứ ba nó bằng hai lần cái thứ nhất thì nó trả thuộc của cái gì nữa? Điều này chứng tỏ cái gì? Tiếp đi, sao lại cứ thầy hướng xuống của mình nhỉ? Hả? D1 đóng kín đối pháp nhân vô hướng rồi, ba từ 1 2 3 suy ra nó là không gian con. Đấy, chứng minh không gian con đối với dạng bài về RN, R mũ N là phải làm như thế, được chưa nào? Bây giờ thấy rõ chưa? Học lý thuyết có chỗ nào không rõ vào kênh của thầy mà xem, học bài tập có chỗ nào không rõ vào đấy mà xem lại, chả vấn đề gì cả. Người ta chỉ thấy những cái đứa nào mà cứ cười hôm nào đi thi được điểm kém người ta cười lại thôi, chứ còn xem đi xem lại của thầy cũng chả vấn đề gì. Tranh thủ thời gian nấu cơm, bật cái tivi lên, vào kênh YouTube mở ra mà xem, nấu xong nồi cơm là cũng đọc được xong một đoạn lý thuyết, nó một cách thụ động nhưng mà nó lại tự nhiên nó vào đầu mình, nhưng mà không biết, đúng không? Bởi vì cái dạng bài này nó khó, nó không dễ như là ở phổ thông. Của phổ thông là luyện lên luyện xuống, đây giáo viên chỉ nói một lần thôi. Sau đây là đánh máy lại cho nó máu. Trong bài thầy giáo ký hiệu, cái quá trình diễn đạt của chúng ta có khi là cái từ nó không hẳn chính xác, là giống như từng chữ một, nhưng mà như thế chứ bây giờ học thuộc từng chữ một thì có thành cái câu con vẹt, bước thì đúng nhưng mà qua chữ nó có thể khác. Được chưa nào? Rồi, bây giờ cái thứ hai quá trình nó làm hoàn toàn tương tự. Cái thứ hai của nó thì là y bằng x cộng với z. Đấy, quá trình hoàn toàn tương tự, tức là cái x y z này nó sẽ thuộc, đúng ra là phải ghi thêm nữa là x y z thuộc r nữa. Cốt là cái thằng ở giữa bằng tổng của thằng đầu với thằng cuối. Cái này là cho một dạng nhé, hôm sau nó cho một cái dạng khác, tức là nó thay luôn cái con y bằng x cộng z nhá. Đấy, mình phải linh hoạt. Rồi, đấy, đây là đóng kín đối phép cộng, đóng kín phép nhân này, vô hướng này, cứ đúng yêu cầu bài toán nó ra. Được chưa? Nhìn qua xong về nhà làm cái câu này nhá. Tiếp tục, đối với ý thứ ba thì như thầy đã đặt vấn đề vừa nãy, nó không phải là tuyến tính thuần nhất, chắc chắn nó không phải là không gian con. Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo trước mặt ba cách làm liền. Cách làm thứ nhất là cái chúng ta chứng minh là cái phần tử không là ý như bạn Nam vừa nãy bạn nói đấy, là sử dụng trường hợp cái hệ quả cái tính chất đặc biệt. Nếu là không gian con thì nó phải chứa vector không, nếu không chứa không vector không chắc chắn không là không gian con. Thì đây, vector không trong R3 thì nó là 0 0 0, 0 0 0 thay vào nó có thỏa mãn cái phương trình này không, có thỏa mãn phương trình này không thì báo Vũ Quang Tùng hả? Có thỏa không? Thầy là không, không không mà không 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 cộng một, không là không là một, đúng rồi. Thế thì làm sao? Thế thì V3 không phải là không gian con của vector R3, bởi vì nó không chứa vector không, đúng chưa nào? Rồi, đấy là cách làm thứ nhất. Ôi dễ quá, đi thi mà gặp câu này thì may mắn cực kỳ luôn, quá may mắn. Tiếp tục, cách thứ hai. Cách thứ hai ở phía dưới 41674. Ừ, có Nguyễn Thiên Đức. Nguyễn Thiên Đức. Thiện Đức. Dạ. Trả lời cái câu hỏi số 2 ở đây là thế nào đây? Cái việc cái lấy này là nó không duy nhất. Nó không duy nhất. Cho nên có thể ta lấy thế này thì đó lấy khác. Đấy, chứ không phải. Này khó lắm, em không mò ra. Đây là mò huyền mò.
ta biết chắc chắn nó không là không gian con rồi, nó thử. Thế thì bây giờ nhìn cái chỗ này, bắt đầu để bài của nó đây, đây. Ta lấy một cái nào để nó thuộc cái này, thì ta có thể x bằng không, đúng rồi, y bằng y bằng một, z bằng hai cũng được. Bạn lấy cái gì nhỉ? 012 à? Vâng. 012 có thuộc không nhỉ? Có. Rồi, 012, rồi. Đấy là đấy rồi, thầy phải ghi ở đây trong quên mất từ 012. Cái việc lấy nó không duy nhất, cho nên là chúng ta cứ bảo ui giời thế này khó thế thì em làm sao em mò được. Đây bạn lấy 012. 012. U đây. Em lấy về đi. Cái này chắc chắn là thuộc vào V2 rồi. Vì sao? Bởi vì theo cái công thức của chúng ta là cái gì nhỉ? Z bằng y cộng 1. Thì rõ ràng là bởi vì là 2 bằng 0 cộng 1 cộng 1. Đấy, phải bám vào cái chỗ điều kiện để bài xem nó có thỏa mãn hay không. Rồi, thế sao? V lấy là V bằng 1, 0, 2. 1, 0, 2 thuộc V2. V 2 bằng 1, 0, 0, 1. Khôn thế nhỉ? Nghe sao? Đấy U cộng V. Từ đây chúng ta sẽ suy ra U cộng V. Đây không phải là lấy mà là suy ra. Lấy rồi. 1, 1, 4. 1, 1, 4. 1, 1, 4. Có thuộc không thì bảo. Không thuộc về 2. Vì sao không thuộc? Vì 4 khác 1 cộng 1 cộng 1. Đúng rồi, nó không thỏa mãn cái phương trình đấy, nó không thuộc. Thế thì trước cái này ta viết cái chữ gì? Trước cái chữ này ta viết cái gì? Với mọi hay là tồn tại? Một à với u bằng với mọi hay là tồn tại? Tồn tại. Tồn tại. Đúng rồi, có nhiều bạn viết là với mọi là chết. Với mọi thì nó phải chạy khắp chứ nó không phải một cái số cụ thể này. Rõ ràng ở đây là tồn tại. U bằng này. Như vậy điều này chứng tỏ cái gì? Là V2 không ống kính đối với cổ. Vậy thì sao? Vậy nó không phải là không gian con của R3. Đúng rồi, được xong. Chúng ta thấy chưa nào? Cái việc chọn này là không duy nhất nhé. Nhớ đấy. Đấy là vi phạm điều kiện 2. Rồi các bạn em, tiếp tục. Giờ một đồng chí nói cho thầy vi phạm điều kiện 3. 41735. Cái gì, cái em tên là gì? Trả lời câu hỏi, bây giờ làm thế nào để cho nó vi phạm điều kiện 3? Cũng lại giống bạn thôi, chọn. Chọn U là 0.2. Lại chọn giống bạn đấy nhỉ, một sự tình cờ đến bất ngờ. Rồi, chọn U 0.12, cái chọn K bao nhiêu? U bằng 0.12 cũng thuộc nha, giống như vừa nãy nha, lý do giống như vừa nãy nha. Tiếp. Hình như bạn này muốn bài kiểm tra được 3 điểm hay sao? Cứ chọn K3 nhỉ? Chọn K bằng 3 thuộc R. Rồi. Thì lúc đấy thì K nhân với U tức là bằng 3U. Tức là bao nhiêu đây? 0. 36. Có thuộc vào V2 hay không thì bảo. Có thuộc không? Vì sao? Thì đúng rồi, thế thì sao? Thì V3 cùng đồng quỹ với thân nhật. Ờ, đây là V2, V3 nhỉ? Hình như V3 phải. Thế từ lấy viết nhầm. Đề bài nó cho V3. V3 không đóng kín phép nhân, thế sao? Thì V3 không phải là phép nhân con của V3. Đúng rồi, cảm ơn. Xong. Cái này chúng ta không trông chờ gì vào nó khác rỗng đấy nhá. À, nó bằng rỗng đấy nhá. Bài này thì luôn luôn khác rỗng. Chứ không phải lúc nào nó cũng vi phạm điều kiện 1 đâu. Không phải lúc nào may mắn thế. Con này nó khác rỗng. Rồi. Như vậy là cái câu C được giải quyết xong. Ngon lành. 3 cách. Hay quá. Cái việc chọn đấy là tùy từng người. Có thể chọn không duy nhất. Cho nên là đừng băn khoăn chỗ đấy. Cứ thay bừa vào. Thay bừa vào. Thay vì không cơ sở, nó phải thỏa mãn cái điều kiện. Rồi. Hay đúng không?
Đấy là thầy trò chúng ta vừa làm theo một cái dạng kiểu trước đó là R mũ N thì làm như thế. Bây giờ là đa thức thì xử lý có gì? Bài 198. Đề bài đó là cái tập hợp gồm tất cả các đa thức, tập các đa thức có dạng như này. Thế hiện nay thì nó viết bằng lời như thế. Mà sắp tới thì nó có thể gọi V kép bằng cái gì? Đó là V1, V kép 1 bằng này. Đây này. Cái này thì bằng thế nó có thể về sau nó ngoặc 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 ngoặc. Thế thì mình có thể gọi V kép 1 là tập hợp tất cả các đa thức có dạng như thế này ở đó. Cái P thì P3 là tập hợp tất cả các đa thức có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 3. Thì chữ P là viết tắt của chữ polynomial, tức là đa thức. Chứ còn chả có cái gì cả. Hôm nào học xác suất cụ ký hiệu là chữ P. Nó có nghĩa là viết tắt của chữ prop. Chứ không phải lúc nào cái chữ P cũng có nghĩa là đa thức. Đây là diễn đạt bằng lời, mình có thể gọi như này. Gọi A, gọi V kép 1 là lấy nguyên câu này, tập hợp tất cả các đa thức này. Đấy, cả cái câu vào. Khi đó thì chúng ta sẽ có chắc chắn rằng V kép 1 là tập con của P3. Nhỡ nó không cần thuộc cái 3 là thì là coi như bài toán vứt. Nó không là tập con thì bài này coi như ra đề sai. Đánh máy nhầm. Em chỉ cần đánh máy là P2, bài này đề bài thành sai ngay. P4 vẫn đúng nhưng mà P2 là đánh máy sai. Bởi vì P2 thì cái có x thì 3 nó không thuộc P2. Đề bài sai ngay. Sơ ý đánh máy nhầm ấy. Thành đề sai. Thế cho nên mình có cái câu này. Thì câu vừa nãy thì nó nói luôn là nó là con thì nó dễ thôi. Còn cái này đa thức thì phải nói câu này nữa. Thì đặc điểm nhận dạng cũng giống như là thầy vừa nói nãy, là cái điều kiện đây nó phải quy về giống như là phương trình tuyến tính thuần nhất hoặc là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì chắc chắn nó sẽ là không gian con. Như vậy nhắm mắt nhắm mũi cũng có thể trả lời được ngay câu thứ nhất có hay không. Xin mời 41737 có hay không, có thì con thứ hai có hay không. À, phải suy nghĩ lâu đấy nhỉ. Trước kia là chúng ta cứ quen là x, y, z mới là phương trình. Đây nó có thể là A1, A2, A3 không? Đây chính là phương trình tuyến tính nhưng không thuần nhất. Chắc chắn con này sẽ không là không gian con. Đúng chưa? Rồi thì mình đi chứng minh nhá. Chứng minh cái trên trước là không gian con. Xin mời 41742. Lê Quốc Oai xử lý con 1. Đầu tiên rồi chứng minh khác rỗng trước, tức là em phải chỉ ra một cái đa thức nữa đấy, chỉ ra tồn tại khác. Ví dụ anh bảo là cái phòng học hôm nay là có ít nhất một người đi học thì anh phải chỉ người đấy là người nào, đúng không? Người đấy là người nào thì tôi mới biết là hôm nay có ít nhất một người đi học. Tiếp. Không. À thế là lấy tất cả các a bằng không, nói thế cũng tưởng a không không. Rõ ràng rằng là cái đa thức không là bằng không cộng với không nhân x cộng không nhân x bình cộng không nhân x mũ 3 chắc chắn là thuộc vào V kép 1, có đúng không? Tại sao thuộc? Đây viết như này là nó thuộc cái gì đấy? Yêu cầu của bài toán là A1, A0 cộng A1 cộng A2 cộng A3 là phải bằng 0. Đây, giải thích ra. Vì cái con cụ kỳ tất cả 4 thằng này cộng lại chẳng bằng 0 nên gì nữa. Đúng không? Từ đây chúng ta sẽ suy ra là V kép 1 khác rỗng. Nó tròn như quả trứng gà gạch chéo một cái gọi là tập rỗng. Tập rỗng. Ý, rất dễ là chú ý một cái làm rất là ngon lành. Điều kiện nhất xong nhé. Bây giờ điều kiện thứ hai này là chúng ta phải chứng minh nó đóng kín với các cộng.
Thì đối với đa thức ý, thì ở đây nó có chữ x rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ nói như nào? U đó hoặc là nói là px thì cũng được, tùy. Với mọi u bằng với mọi đa thức u bằng a0 cộng a1 x cộng a2 x bình cộng a3 x mũ 3 thuộc vào v kép 1, tất nhiên là phải có cái điều kiện là gì ạ? A0 cộng a1 cộng a2 cộng a3 bằng 0. Tiếp nữa. Chưa hết đâu. Mọi v lắm à, thế thiếu gì chữ b0 b2 x bình cộng b3 x mũ 3 thuộc v kép m, nó phải có cái điều kiện gì đây? Cái gì lắm à, thế mình phải linh hoạt một tí. Tất nhiên là có thể hiểu ký hiệu là a phẩy a không phẩy b không phải a không phẩy a một phẩy vân vân cũng được, không vấn đề gì cả. Thiếu gì chữ ký hiệu không lấy chữ x ra được là được. À đúng rồi, lấy u cộng v, mình cố tình xuống dòng để cộng để các cậu nhóm luôn vào, suy ra đây là u cộng với v bằng cái gì, thẳng xuống mà cộng nhóm luôn nhé. Tại sao thuộc chữ ta cố tình xấu đấy, đọc xong là nhớ bài luôn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái là biển một bên và em một bên, cho a đi với nhau, cho b đi với nhau, người ta viết là nó có dụng ý cả, tất cả những cái có con a nhóm nhau, tất cả con b nhóm nhau, bởi vì phép cộng có tính chất giao hoán và có tính chất kết hợp nữa, cho nên chúng ta đổi vị trí và chúng ta nhóm lại với nhau, hiểu chưa? Trừ được có tính chất kết hợp, không có tính giao hoán nhé, không có tính chất kết hợp, nhưng phép cộng thì có, đổi vị trí thoải mái, chia tập hợp sức thực ấy. A0 nhóm đi với A1, nhóm A2 nhóm A3, B0 nhóm với B1, nhóm B2 nhóm B3, thấy gì chưa? Ô thì chế rồi, cái ngoặc thứ nhất là bằng 0, ngoặc thứ hai cũng bằng 0 nốt, cái tổng hai số 0 thì bằng cái gì? À, số 0 còn gì nữa, cái bằng 0 thì làm sao, bằng 0 thì thằng kia nó thuộc còn gì nữa, không cộng với không thuộc chưa, bốn cái hệ số này cộng lại mà bằng không thì là nó thuộc chứ còn gì nữa, đúng chưa nào? Chúng ta lờ đi cái chi tiết là các hệ số là thuộc vào R thôi, cái chi tiết đấy không để ý, xong được chưa? Như vậy là nó đóng kín đôi phép cộng, tương tự như vậy nó đóng kín đôi phép nhân, sau đây sẽ là đánh máy lại cho nó đẹp. À, em thầy hả? Em xin nghỉ tiếp còn lại để đi test covid với chuẩn bị đi Hà Nội, tại em sẽ đi Hà Nội. Thế anh đã bị covid lại đi, anh chỉ lây cho người ta đâu? Em một, nhưng mà em cách ly đến hôm nay là đủ 7 ngày rồi. À thế à? Thế em tên là gì nhỉ? Em là 4217 Bùi Thanh Tú ạ. 42127 chuẩn bị gọi rồi, cảm ơn. Đi đường chịu khó bắt chân mất tay nhiều người mà nhá. Dạ vâng. Qua bắt sao rồi thì... qua hôm qua kia thì có hôm qua có cái lớp nào đấy đến đây học xong là các bạn đến giao lưu ở Mỹ và lên kết quả là cả lớp phải nghỉ. Tính mọi anh nhé, không là cả lớp nghỉ. Học là sẽ học một leo xong phát đứng dậy phủ đi đi về, không có nói chuyện với ai cả. Thế do bây giờ là bảo vệ mình trước. Nói nhỡ mồm trong lớp có một bạn bị thì còn không sao, nhưng mà thầy giáo bị phát này cả lớp chắc chắn phải học online.
cho nên là nhà trường ưu tiên riêng một cái đường lối đi riêng cho giáo viên là vì lý do thế. Thì trước không có, trước đúng không, trong lớp chẳng phải có một bạn nào biết, tất nhiên là bạn ấy chưa tiếp thì ấy chẳng hạn, bạn ấy nghỉ cũng sao, nhưng mà giáo viên mà bị cái cả lớp học online ngay không phải nghỉ. À, trước mặt các em là phiên bản đánh máy lại, bằng đánh máy lại trong đấy, trình bày diễn đạt nó có thể hơi khác trong một chút, không vấn đề gì cả, ý chính là bạn có. Giữa ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết nó khác nhau tí mà, trình bày văn bản thành những giống kiểu đề án ấy, thì em thấy trình bày đầy đủ câu chữ, không viết cái mũi tên suy ra ở đây mà phải ghi đầy đủ, em nhìn nhé, trình bày thế. Các em thì có thể ghi tắt được, nhưng mà các thầy trình bày vào đây phải ghi rất đầy đủ. Rồi, đấy là con ý thứ nhất. Còn ý thứ hai thì nó không là không gian con, chúng ta cũng có ba cách chứng minh, ba cách chứng minh, nhưng mà chúng ta vẫn trông chờ vào cái việc là vector không không thuộc, à trông chờ vào cái việc là bằng rộng còn lâu, ít khi nó vi phạm cái điều kiện đấy lắm, ít khi nó vi phạm điều kiện bằng rộng, cho bài đấy thì dễ quá. Chúng ta gọi V2 là tập hợp các đa thức có dạng như trên bảng, mình thêm cái này nữa thì chắc chắn nó là tập con. Đây đây đấy, đấy, viết thêm cái này nữa đây, đấy thì là chắc chắn là tập con. Đó. Bây giờ chúng ta nhìn cả ba cách xem có thắc mắc gì không nào. Đầu tiên là cái vector 0 là 0,0,0 là không hết. Nó không thuộc bởi vì là tổng bốn cái hệ số nó bằng 0 thì nó không thể bằng 1 được. Đúng chưa? Rồi xem kỹ nhá, nhớ lại tiếp tục điểm danh tiếp này. 41902 914 944 nó có không biết có nhà trường cứ hỏi F0 F1 F0 F1 ta cách đi, ta chỉ biết chung là thế thôi, ta hỏi F0 F1. Ở xã hội cũng có một phần kỳ thị F0 F1, anh trai thầy cũng F0, nhưng mà anh trai thầy xe vọng hỏi rồi toàn ăn tỏi sống. 133 42 133 Ủa này 133 có ạ, Nguyễn Thị Thơm. Thơm ở nhà thì có thích gia đình như sao đấy? Em bị E1 ạ. E1 à? À, đi chơi gì đâu, đúng rồi, quên mất. 335 384 Thế nó không phải đối gì chứng tỏ là đúng. 451 575 586 622 653 740 Dạ có ạ, Nguyễn Thị Xuân Mai. Đồng chí này vừa đọc máy tính, à quên, vừa mở máy tính, vừa mở điện thoại, nó kêu thế. 742 Dạ có, đi thay hỏi ạ. Nhiều F0 F1 nhỉ. 56 đây đã 6 rồi. 814 893 42893 42893 Nguyễn Đình Bắc. Hình như là có nhắn với thầy bị rồi nhưng mà không học trực tiếp được thì học trực tuyến. Thế là tính thành Bắc. 42953 Trần Hồng Quang rồi. 43016 088 105 145
492. 43492. Bốn ba bốn xin hai Nguyễn Đình Thanh Tâm có chết rồi, một gật rồi vắng một đứa thì Nguyễn Thị Thanh Tâm, còn thì Nguyễn Thị Tâm Quyết. 43754 quên, 43745 chẳng may mà thấy giáo viên không lấy gọi mã sinh viên mình thì phải nhắc, bởi vì có thể giáo viên sơ ý đọc nhầm, không nhắc là đánh thành vắng, hiểu chưa? Giáo viên đọc nhầm thì đúng rồi, nhưng mà mình lại không lên tiếng coi như là mình sẽ vắng. Nó bảo thầy có đọc em đâu mà em đi, mình là người nó khác không? Chẳng may sơ ý thì nó đọc lộn số, nhầm số. Được chưa nào? Nhìn này là rõ chưa đúng không? Đây là dạng đa thức nhé, hai loại rồi đấy. Một loại R mũi N, một loại là đa thức. Cách làm ấy, có là không gian con thì làm giống như bài trước, không là không gian con làm giống câu này. Bây giờ đến ma trận, ba cái dạng chính. Ma trận, để nói đến ma trận là phải liên tưởng đến cái của nó như thế nào thì mình phải liên tưởng ấy. Trong bài này nó là ví dụ đơn giản là M2 một số tài liệu gọi là mắt mở ngoặc 2 đóng phẩy 2 đóng ngoặc, hoặc là mắt 2 đóng mở ngoặc. Mắt là cái tắt của chữ matrix, matrix tức là ma trận. Tập hợp tất cả các ma trận cấp 2 với đét của A bằng 0. Cái này thì nó khó hơn mấy dạng trước. Mấy dạng trước là đặc điểm dọn dạng thầy giáo dạy một thế nào cứ làm đúng như thế nào ra. Vừa này thì không. Định thức của nó bằng không. Bây giờ mình đi mò thử xem mà nó có thỏa mãn điều kiện một hay không. Là nó khác rỗng hay không? Có khác rỗng không? Bùi thì vâng. Khó không? Tại sao khác rộng? Nói đến ma trận thì chúng ta phải nghĩ ngay đến hai cái ma trận thường gặp. Ma trận thứ nhất là ma trận đơn vị, và thứ hai là ma trận không. Ma trận đơn vị thì định thức của nó bằng mấy? Ừ. Nó có thuộc cái này không? Không thuộc, có suy ra được nó bằng rộng không? Rồi, thế cái nào? Em phải lấy cái nào tiếp theo? Em cái này nó có là không gian con không? Em nghĩ là có. Có hả? Thế thì chứng minh ba điều kiện. Ma trận không là cái ma trận bao gồm tất cả các phần tử đều là có số không hết. Thế thì ma trận vuông không thì đét của nó bằng mấy? Đét bằng không. Như vậy chắc chắn nó khác rỗng đúng không? Có cơ sở thỏa mãn điều kiện một. Em bây giờ em chứng minh nó thỏa mãn điều kiện hai sao nào? Đóng kín với các cậu. Bây giờ phải lấy đi mà trận thế này. Tiếp cho các em xem để cho bọn kia nó học ở nhà nó không được nhìn cho nó thèm. Đây, hãy trả lời thầy ma trận này có cuộc hay không ạ? Có. Tại em đang học thôi. Đúng chắc là không. Nên đi nào nếu cái này nhân này trừ cái này đúng không? Thì có cái gì nhỉ? À, chưa gọi đúng không? Thôi được rồi, cái đấy tí thì gọi sau. Bởi vì đét A nó bằng không. Thế phần B bây giờ là 0 1 0 0 à 0 1 0 1. Làm nhanh chứ nhỉ? Đây bằng không? Vâng. Vâng. Cái A cộng B thế nào? B. Sao lại cộng được A cộng B? Kẻ này thì có cái trò gì mà không? Không ạ. Cứ thế mà cộng vào. Vâng không. Bạn không thì cô cậu giỏi nhỉ? Ôi trời ơi. Đưa thương tay về đây, thương tay em. Tính ra em bị lắm. Không. Quá trọng, bây giờ ta đang hỏi cậu cậu lại là cái gì? Một, một, hai, một. Một, một, hai, một.
1, 2, 1, hết sao? Thế có thuộc vào cái tập game không? Không. Đúng rồi, cho nên nó không là không đang con. Thế đi, sao bữa bảo có? Đây em đó. Ta giả vờ cho các bạn kia nó không được nhìn. Bây giờ nó vẫn nhìn được đây này. Chua đi vậy? Hả? Chua. Không được. Đấy, rõ ràng là A thuộc bởi vì def của A bằng 0. B cũng thuộc bởi vì def B bằng 0. Nhưng mà def của A cộng B thì lại không. Nó không bằng 0, cho nên nó không thuộc. Bởi vì sao? Bởi vì def của tổng không bằng tổng các def. Đúng chưa? Rồi. Ôi hay quá. Quá hay luôn. Trời ơi, bây giờ mình biết nó có tính chất này. Lê Hồng Sơn. Cái thứ hai có là không gian con không? Đừng có suy luận theo kiểu là cái một không phải thì cái sinh ra cái hai là phải. Suy luận kiểu đấy có ngày chết. Nhất là trắc nghiệm, suy luận kiểu đấy chết. Trông là có, hóa ra lại không, mà trông không lại có. Vừa nãy trông rất là ngon mắt. Ngon cái kia mà Phượng nó bảo có thầy ạ. Kết quả sau đến tính chất thứ hai mà phát là đã thấy. So, cái TR là cái chữ gì nhỉ? À, vết, vết là cái gì nhỉ? À, tổng các phần tử chi được cho chi. Đôi khi mình chót quên thì mình phải viết lại, sau đó mình thử rồi mình sẽ đoán được ra. Đây không phải là lời giải đâu nhá, đây đang là thử. Cái đầu tiên là mình phải đặt lên bàn cân là mình lấy luôn cái ma trận không ấy, xem vết của nó bằng ấy. Đây đang nói là không gian là tập con của M2 mà. Ma trận không bằng này đúng chưa? Cái chữ không này nó là chữ ô. Còn đây là không 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 không. Cái này có thuộc vào cái không cái tập hợp thứ hai không? Vết của nó mấy? Vết của cái này bằng không như vậy thuộc nhá, như vậy khác rỗng nhá. Trời ơi chết dở. Tiếp tục. Đáng lòng. Bây giờ nếu như ma trận A. Đừng ghi, nói thôi. A12, A22, A21, A22, còn nhớ vết cái này bằng cái gì không? Đúng rồi, vết của nó bằng A11 cộng A22, cái tổng quát là A11 cộng A22 cộng 3 chấm cộng ANN, đúng không? Trong lý thuyết học thôi mà. Vết này mới học cái gì? Thế bây giờ nếu như mà vết của A nó bằng thế, A11 cộng A22, bây giờ em thử cho thầy là con B tương tự thay chữ A bằng chữ B. Đừng ghi vào vở nhé, đây chỉ là để thử thôi. B11, B12, B21, B22, chỉ số trước và chỉ số dòng, chỉ số cột. Vết của B bằng cái gì? Đúng rồi, B11 cộng B22. Trong khi đó A cộng B bằng cái gì? A1 cộng B1. A11 cộng B11. A12 cộng B12. Tương tự như vậy. Vết của nó sẽ bằng gì? Không phải như là say. À không, từ từ đã, thầy đã nói vào trong bài đâu. Vết của A cộng B bằng gì? A11 cộng B11. A22 cộng B22. Có thấy gì không? Cho A đi với A, B đi với B thì thấy gì? Đúng rồi, nó chính là vết của A cộng vết của B. Đúng không? Đấy, trong không gian N, à quên, cho N chiều lên cũng thế thôi. Tức là vết của tổng bằng tổng các vết. Thế như vậy nếu như vết A bằng 0, vết B bằng 0 thì tổng của chúng có vết bằng 0 không? Đúng không? Cho nên chắc chắn nó sẽ đóng kín với phép cộng, đúng chưa nào? Đây thầy áo chưa gắn gì với bài.
thì gắn vào bài thì là nếu viết a bằng không, viết b bằng không thì viết của a cộng b bằng viết của a cộng viết b nó sẽ bằng không. Tương tự như vậy, nếu như tương tự như vậy là k thì sẽ bằng cái gì? Thì đưa k vào ka 11, ka 12, ka 21 nhân với ka 22. Vậy thì vết của ka sẽ bằng cái gì? Sẽ là ka 11 cộng ka 22. Ui, chết rồi, chung nhau k rồi. Đưa k ra ngoài thì ở trong còn lại là A11 cộng A22, và đó chính là vết của A. Như vậy chúng ta có vết của KA thì bằng K vết của A. Ồ, đây chính là chứng minh đấy. Sau này N chiều cũng chứng minh tương tự đấy. Vết của tổng các vết, vết của tích KA thì bằng K vết của A. Đó là một tính chất rất nổi tiếng. Đây thầy giáo lấy trong trường hợp bằng 2 để các em nhìn thấy dễ. Còn cái kia các em cứ 3 chấm như này. Tức là A11 cộng A22 cộng 3 chấm cộng A là N. Đấy, thay bằng cái đấy không? Cách chứng minh y hệt. Như vậy nếu như A là ma trận mà có vết của nó bằng 0 thì vết của K nó cũng bằng 0. Bởi vì K nhân với 0 nó bằng 0, đúng chưa nào? Như vậy chắc chắn rằng anh này nó là không gian con. Và sau đây là trình bày chứng minh. Ui, quên mất, vừa lại không nói là cái con 1 ấy, nó thỏa mãn điều kiện 1, nó thỏa mãn điều kiện 3 nhưng vi phạm điều kiện 2. Thế mới đều ý. Tại sao nó thỏa mãn điều kiện 3? Bởi là det của KA thì bằng K mũ N nhân det A. Cho nên nếu A mà có det bằng 0 thì thay vào nó vẫn bằng 0. Cái hiệu photo ra ngoài mà hôm nay thầy giáo chưa cung cấp được cho các em cái tài liệu, thì hôm sau thầy giáo gửi cái bài xuống cái phần photo, người ta chắc photo các em nếu mà đi từ cổng phụ vào đấy, cổng em vẫn đi vào đấy, thì đi sâu vào trong đến kịch đường thì sẽ trái cái nhà cấp 4 thì nó chính là cái tiệm photo. Các em vào lấy tài vào đấy, cần tài liệu môn nào các em vào đấy, đấy là trừ giáo viên cung cấp tài liệu khác thì không nói gì, cứ vào đấy mà hỏi nhé, vào đấy hỏi. Cái chú này thầy giáo hỏi tại lúc sáng, thầy hỏi đã bắt đầu làm việc chưa, để giới thiệu các em xuống đấy là lấy tài liệu, mua tài liệu chứ lấy tài liệu. Thầy không có hoa hồng gì đấy đâu nhé, thầy hoàn toàn tự nguyện. Nếu các em thích file thì nó gửi file cho, in ra thoải mái. Mình viết ra cái này còn không có tiền nữa. Thế thì thế trong giờ lý thuyết chúng ta có tài liệu gì chưa? Không đau vẻ viết bảng thì đúng rồi, nhưng mà nhiều khi nó đọc không hết. Thôi rồi, để thầy cái cung cấp cái cho phòng cái photo, sau đó chúng ta xuống đấy chúng ta ấy này. Bây giờ đến tuần thứ năm chúng ta trong tay chẳng có gì cả, học ôn thế không được. Quên, thầy không nghĩ ra cái kịch bản này. Thầy nghĩ các em cứ học slide, học đi học lại, nhưng nhiều chỗ chúng ta không chép kịp. Thầy sẽ làm cái bản in như thế, các bạn nào nhà có máy in thì có thể in đỡ phải đến đây mua. Chiều tối nay rảnh rỗi làm nhanh lên, thầy làm nhanh lên. Và bây giờ nó đang là slide này, phải chuyển sang, mà nhưng mà thầy phải lấy cái tài liệu gốc của cái, đây là những cái này thầy đã bổ sung thêm rồi, là của riêng thầy rồi, phải để cái kia. Thế thì những cái chỗ nào mà thầy giáo giải đấy thì các em sẽ ghi vào bên phải của nó. Bao giờ nó cũng giống như cái dạng, nó giống như này. Ví dụ đề bài nó đây, nó để chống bên này là cái dạng kẹp ra, không có lời giải thì mình bắt đầu mới chép vào đây, phải không? Đấy. Chứ bây giờ ngồi bài nào chép thì lấy ra ngoài thấy chúng ta chép cái đầu cuối như chết sập. Thế là chép như thế đi học kiến thức không kịp. Thế là thầy Hiền còn dạy ấy, thầy còn dạy, thầy chữa thêm những cái bài tập nữa. Hôm qua là học từ 9 giờ 5 cho đến 11, 12 giờ. Đúng chuông đổ luôn, gần 12 giờ. Sợ. Mới học được xong cái bài ngày hôm qua, là cái bài của lý thuyết của em ấy. Khủng khiếp. Đấy là do thầy nó chữa thêm những cái bài tập, thầy chữa rất cẩn thận. Nghe xong hiểu ngay, giờ bài tập làm được ngay. Sau đó lại quên mất. Cứ trình bày đúng trình tự, cứ yêu cầu thỏa mãn điều kiện khác rỗng là một, đóng ký đúng phép cộng, đóng ký đúng phép nhân, những cái câu đó thường trực trong đầu
sau đấy làm bài tập nó rất là dễ. Được chưa? Rồi. Bài tập 200. Bài tập 200 này thì tập nào sau đây là không gian con của MN? M chữ N viết thụt xuống là tập hợp tất cả các ma trận có cấp là N. Tập nào sau đây là tập con? Trả lời bừa, sai thì không điểm. Cố gắng. Nguyễn Thị Xuân Mai trả lời cho thầy cái câu thứ nhất. Xuân Mai ơi, đâu rồi? Dạ em thầy. Cười tươi tí nào, làm gì mà mặt yếu xìu thế? Cái này nó đến bình thường dần dần, nó giống như một bệnh cúm bình thường thôi, chẳng qua nó lây lan nó hơi nhanh thì nó phải thế. Hồi xưa cái năm 2010 thầy ở Nga đấy, ở Việt Nam cũng có một cái Việt Nam đợt năm 2010 là bị cái gì? Năm 2010. Tiếp đi em. Xuân Mai sao vậy, cầu cứu người thân à? Mai ơi là Mai, bây giờ Mai Mai phải trả lời thầy, Mai trận đối xứng là Mai trận thế nào? Không biết Mai trận đối xứng là thế nào. Một cái Mai trận vuông A được gọi là Mai trận đối xứng nếu như AT bằng A, tức là Mai trận chuyển vị của A bằng chính nó. Ma trận vuông A được gọi là ma trận chuyển, là ma trận đối xứng. Ma trận vuông nhá, được gọi là ma trận đối xứng nếu như AT bằng A. Một ma trận đối xứng là gì, dễ nhìn nhất đó chính là ma trận không, là ma trận đơn vị. Được chưa? Cái này cũng là đối xứng này. Là đối xứng không? Cái này là đối xứng này. Có đối xứng không Bảo? Không ạ. Các bạn này rất yếu bóng vía, thầy giáo chỉ hơi lên giọng một cái là đã trả lời sai. Cái kia cái này nó vẫn là ma trận đối xứng. Em tính ma trận chuyển vị nó xem. Đây là ma trận đối xứng. Rồi thì bây giờ nó hỏi nó có là không gian con hay không? Thì đầu tiên em kiểm tra xem. Chắc hay không? Đấy, ma trận không thì ma trận đối xứng cái gì nữa, cho nên lúc nào nó chẳng khác rỗng. Theo nó có đóng kín đối phép cộng không? Tức là nếu như A và B là hai ma trận đối xứng thì tổng của chúng còn là ma trận đối xứng không? À. Mai. Dạ. Dại còn quạ trả lời luôn đi. A cộng B có đối xứng không? Không ạ. Không đúng không? Thế thì hỏng rồi. Muốn biết được có đối xứng hay không thì phải lấy cái này. Nào, chuyển vị của tổng. Trong buổi trước ta học nhau rồi, chuyển vị của một tổng A cộng B bằng cái gì còn nhớ không? Chuyển vị của tổng bằng tổng các chuyển vị. Trời ơi, cái này chứng tỏ các em không ghi chép lý thuyết cái gì cả. Chuyển vị của tổng bằng tổng các chuyển vị. Nhưng mà đề bài cho chúng ta A đối xứng, B đối xứng, cho nên là AT lại bằng A, BT lại bằng B. Chốt lại là A cộng với B, mà T thì bằng A cộng B. Thế thì sao? Thế thì tổng của nó là đối xứng. Như vậy là tổng của hai ma trận đối xứng là một ma trận đối xứng. Tại sao cái này số cái đằng trước lại bằng A? Bởi vì đề bài cho đây đây
với mọi ma trận A đối xứng cung cấp, chúng ta sẽ có cái này, lấy cái đầu với cái cuối ghép vào thì chứng tỏ rằng là A cộng B là ma trận gì? Đối xứng. Vậy thì sao? Vậy thì cái tập hợp mà đề bài cho ấy là nó quả mãn tính chất gì nhỉ? Có 3 tính chất thôi, mãi mà không nhớ. 1. Khác rộng. 2. Đóng kín đối phép cộng. 3. Đóng kín đối phép nhân. Nó quả mãn tính chất nào đấy? Đóng kín phép cộng. À, rồi các nhân tương tự nhé. Các nhân vô hướng thì nó tương tự. Các nhân thì nó như này. K, A, sau đó T. Đố biết bằng cái gì? Em không học từ lý thuyết là bài tập này chết. Bằng K, A, T. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, bắn một phát là nhớ ngay. Nào, bằng cái gì nào? Nhưng mà vì A đối xứng cho nên là AT nó lại bằng gì? Bằng A. Bằng A. Điều này chứng tỏ là cái gì? K là ma trận đối xứng đúng không? Vậy thì nó thuộc về không gian kia. Như vậy nó thỏa mãn cả ba tính chất đúng chưa? Vậy nó là không gian con. Ở đây thầy lấy không lấy ma trận không mà thầy nói lấy kia. Đấy, đây là lời trình bày đầy đủ. Và đây là cái tắt. Đủ ba điều kiện luôn. Lấy ma trận không cũng được mà lấy ma trận đơn vị được. Cái đầu tiên đấy. Thắc mắc gì không? Rồi, thì cái thứ hai là ma trận phản đối xứng. Phản đối xứng thì tương tự nhưng mà nó thêm dấu trừ, tức là AT bằng trừ A. Phản mà. Phản đối xứng là AT bằng trừ A. Quá trình chứng minh hoàn toàn tương tự. Không là ma trận phản đối xứng. Cái ma trận không này vừa là ma trận phản đối xứng và vừa là ma trận đối xứng. Tức là AT nó vừa bằng trừ A. À không, cái này không được. Cái này quên, cái này như là cái này nó thỏa mãn ma trận không chứ không lấy ma trận Y được. Ma trận không, đúng rồi. Ma trận không vừa là ma trận phản đối xứng mà vừa là ma trận đối xứng. Rất đặc biệt. Không T cũng bằng không mà không T cũng bằng trừ không, đúng không? Ma trận không vừa là ma trận đối xứng mà vừa là ma trận phản đối xứng. Đối xứng bởi vì không T thì lại vẫn bằng không. Phản đối xứng bởi vì không T bằng trừ của không. Trừ của không vẫn là không. Đúng không? Rồi, rất đặc biệt nhé, ma trận này rất đặc biệt. Nó ma trận này nó vừa tính chất là đối xứng này, vừa phản đối xứng này, vừa là ma trận chéo này, vừa là ma trận tam giác trên này, ma trận tam giác dưới này. Ma trận đường chéo này. Hơi nhiều đấy. Ma trận không đối xứng, phản đối xứng. Tất nhiên ma trận không này là phải vuông. Đối xứng, phản đối xứng, ma trận chéo, ma trận tam giác trên, ma trận tam giác dưới. V3 là tập hợp các ma trận vuông cấp n sao cho phương trình ax bằng không chỉ có nghiệm tầm thường. Chúng ta biết là cái phương trình này nó chỉ có nghiệm tầm thường khi và chỉ khi ma trận A khả nghịch. Mà ma trận A khả nghịch thì chúng ta lấy cái ma trận không. Ma trận không làm sao khả nghịch được? Ma trận không nó có định thức bằng không mà. Định thức bằng không làm sao khả nghịch được? Học xong giờ lý thuyết rồi. Một ma trận vuông khả nghịch khi và chỉ khi nét của nó phải bằng không. À quên, khác không. Thế bây giờ ma trận không thì nét của nó bằng không mất thì lấy đâu nó khả nghịch? Đúng chưa? Đấy, cho nên chúng ta có hai cách chứng minh như trên. Cái này thì thỏa mãn điều kiện 1, thỏa mãn điều kiện 2. Thỏa mãn điều kiện 1, thỏa mãn điều kiện 3 nhưng không thỏa mãn điều kiện 2. Tức là nó vẫn khác rộng. Nó đóng kín đối phép nhân nhưng nó không đóng kín phép cộng. Thì mới đều. Tiếp tục. Cái thứ tư thì lại là không gian con. Cứ viết nó ra đúng cái tính chất xong. Cái này chúng ta bỏ qua. Cái này lúc nào sang môn giải tích nâng cao, giải tích hiện đại thì nó sẽ xử lý cái này. Còn giải tích cổ điển thì không. Trong tài liệu của thầy vẫn có lời giải nhé, còn có. Bạn nào học Olympic thì phải học cả những cái câu này nữa. Sau đây là dạng bài thứ ba, phải tổ hợp tuyến tính. Tổ hợp tuyến tính, các em đọc lại định nghĩa của nó.
sau đó mới làm được bài tập. Nói đúng ra là phải chép lại định nghĩa thì nó mới chép làm được bài tập. Ở đây thầy sẽ sửa lại cái chỗ này k bằng t lên thêm thống nhất là có chữ k luôn nó dễ. Tổ hợp tuyến tính chiết xả ở dưới viết chữ t cũng được, viết chữ k cũng được, nhưng mà viết chữ k này hợp lý hơn. K1, K2 cái này soạn mà nó không giống như uốt cho nên là không cẩn thận là rất dễ sai lầm. Đến lúc dạy học bắt đầu mới phát hiện ra là mình bị nhầm, thậm chí dạy lớp thứ nhất không biết, lớp thứ hai bắt đầu mới phát hiện ra. Thế cho nên là nó phải có người soạn. Bài tập nó đi đâu? Thoải mái tinh thần đấy, làm gì mà căng thẳng thế? Chịu khó học một phát là ngon lành chứ có gì đâu. Cái phần trên là môn đại số tuyến tính, phần dưới là môn cấu số cấu trúc đại số. Lớp mình học lớp môn số cấu trúc đại số. Chưa, ta sẽ gặp lại nhau trong học kỳ sau. Hình như là ép cứng không? Các em cứ chịu khó trong học một chút, chú ý nghe giảng một chút thì môn này sẽ qua đẹp, đừng ngại gì cả. Chứ mà mình lười thì chỉ cần 2 tuần là biết môn này sẽ đi. 2 tuần thôi là biết. Đâu rồi, đến đâu rồi? Qua bài này rồi đúng không? Đấy, đây là về định nghĩa tổ hợp tuyến tính. Thực ra là cái từ tổ hợp tuyến tính là cái từ nó hiện đại, chứ còn từ phổ thông chúng ta biết thường. Nhưng mà thầy cũng có thể phải nhắc lại một chỗ một chút để các em hiểu được tổ hợp tuyến tính là như thế nào. Nghe nó cái gì to tát, thực ra nó chả là cái gì cả. Cố gắng đấy nha, dẫu sao mình học trực tiếp nó vẫn tốt hơn đấy. Đương đầu với thử thách. Trước khi làm một dạng bài tập nào đó, chúng ta cũng bắt đầu phải ghi cái lý thuyết của nó rồi làm. Như vừa nãy chúng ta ghi đúng không? Là không gian con, định nghĩa sách giáo khoa, điều kiện. Khi nào không là ghi rõ lúc đầu, xong áp dụng phát là thầy giáo nói cái gì ta hiểu cái đấy. Không nói là không hiểu. Thế bây giờ là dạng bài tổ hợp tuyến tính. Tổ hợp tuyến tính thì mình phải tổ hợp tuyến tính khi nào? Rồi vân vân. Bây giờ thầy sẽ cho ví dụ ở bên ngoài để chúng ta thấy được là hóa ra chúng ta đã gặp nó từ bé.
Phải lấy ví dụ như này nhé. Tổ hợp tuyến tính này. Đây. Một vài cái tổ hợp tuyến tính cho chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như chúng ta đang có V1, V2 cho đến Vm. Một vài tổ hợp tuyến tính nhé. Ví dụ vector 0. Vector 0 thì bằng 0 nhân vector 1 cộng 0 nhân vector 2 cộng 0 nhân Vm. Thế là tổ hợp tuyến tính chưa? Thế này là tổ hợp tuyến tính chưa? Rồi điều gì nữa? K đầu bằng 0 này, K thứ hai bằng 0 này, chấm chấm. Hay là 2 vector V1 cộng 3 vector V3 là tổ hợp tuyến tính chưa? Là chưa? 2 V1 cộng 0 V2 cộng 3 V3 cộng tất cả còn lại không hết là tổ hợp tuyến tính chưa? Rồi, đấy, đấy mà là loại thứ nhất. Đấy, gọi là tổ hợp tuyến tính cho nó máu, thực ra là nó tính theo các vector đó. Cái này mình học từ hồi lớp 10 phân tích một vector theo hai vector cho trước. Học hồi lớp 10, lớp 12 lại tương tự. Bây giờ thầy cho bài kiểu lớp 10 nhá. Cho vector V1 tọa độ là 2 3 để cho nó giống lớp 10, không bảo thầy đọc cái lấy đâu V2 trừ 3 1. Đây là sự kế thừa của môn toán ở lớp dưới chứ không phải lên đây là một cái gì đó xa vời. Chứng minh rằng cái vector U bằng trừ 5, 9 biểu thị tuyến tính qua V1 và V2. Cái này đúng ra là thầy giáo dạy trong giờ lý thuyết cơ. Nhưng mà để trước khi làm bài này thì thầy cho các em vào đấy để em hiểu. Và khi em hiểu được cái câu thứ hai này thì chắc là bài làm của các em rất là dễ dàng. Nào, theo đúng định nghĩa nhé. U sẽ là tổ hợp tuyến tính của V1, V2 khi nào? Biểu thị tuyến tính là tổ hợp tuyến tính là gì nữa? U là tổ hợp tuyến tính của V1, V2, hay có thể thay từ này bằng cách là biểu U biểu thị tuyến tính qua V1, V2 cũng thế nhá. Khi và chỉ khi cái gì? Tồn tại. Trong bài thì nó là K1, K2, nhưng nếu nó ít thì mình có thể ký hiệu là x, y, x1, x2. Chúng ta chọn cái gì? X, y là x1, x2 hay là K1, K2 là tùy. Đừng ký hiệu 0, 1, 0, 2 là được. O1, O2 không cẩn thận nó nhầm thành gì nhỉ? Thì số 0. Khi và chỉ khi tồn tại x, y thuộc R sao cho U bằng x nhân V1 cộng y nhân V2. Đúng chưa nào? Rồi, thế bây giờ tính cho thầy cái này nhá. Xem nó bằng cái gì? Quên bằng cái gì nhá? Mình tính lâu quá quên mất rồi, chết rồi. Cái này bằng cái gì nhỉ? Nguyễn Thị Thơm. Thơm ơi. Là có. Nào xử lý tiếp cho thầy. Trừ 5 bằng từ từ bảo cái đứa nào ngồi bên cạnh ra chỗ khác ngồi đi. Cái này bằng cái gì? Bằng 2 ngược 2x 3x. Rồi tiếp tục. Y với 2 bằng ghi ở trên hay ghi dưới? Trừ 3 y. Ta đang hỏi ghi liệu ở trên dòng hay là ghi xuống dòng? Ghi y trên dòng à? Đặt cái xuống dòng. Không biết ghi thế làm gì. Cộng ai đỡ nhầm. Để cộng nó không bị nhầm, đúng rồi. Còn những mà đứa nào nó trình độ siêu nó chỉ ghi một phát nhìn trên này nó ghi luôn đa số được. Tức là em làm quen thì em có thể nhìn luôn trên một dòng hay là ngay. Nhưng vì các em không quen thì thầy giáo phải xuống dòng để các em nhìn. Đấy, cái bọn học sinh lớp 10 nó không quen. Giáo viên cứ ghi trên cùng một dòng. Kết quả là nó ra lớp không được. Nhưng mà xuống dòng cái là hiểu ngay. Theo bản năng là tự nhiên nó cộng dòng xuống. XV1 cộng IV2. Chiến đệ. Chiến đệ. 2X trừ 3Y. 3X cộng Y. Mẹ em làm ở đâu? Dạ. Mẹ em làm ở đâu?
Em làm ở nhà. Nè, ta tưởng là mẹ em làm trong đội văn nghệ. Đâu ạ? Nè, mẹ làm ở nhà mà con giọng cũng nghe hay phết nhỉ. Thôi đến đây làm tiếp nào. Em không biết ạ. Suy ra cái gì? Suy ra. Thấy lướt lên trên nhỉ? Phải lượn đi á. Không, em bảo là thầy lướt dịch lên trên nhỉ? À là chúng ta lướt. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp đồng nhất tọa độ, tức là là hoành bằng hoành, tung bằng tung. Trừ 5 bằng 2x trừ 3y và Đấy, 9 đấy, bằng đấy, tất 3x nhiên là cộng như thế em biết thì nó không sai, nhưng mà nó hơi buồn cười. Người ta bảo là có hai con gà chứ không là ít khi người ta bảo là gà có hai con. Tức là ta sẽ viết là gì ạ? 2x trừ 3y bằng trừ 5, trừ 5. ít khi người ta viết là 5 bằng, viết hết sai thì nó không sai, bởi vì A bằng B thì là B bằng A, nhưng mà nhìn nó hơi chướng mặt. À. 2x trừ 3y bao nhiêu nhỉ, vừa bao nhiêu nhỉ, quên. Bằng trừ 5 ạ. À ha, đúng không? À, bằng 9 ạ. Mày đánh đâu bấm máy đây? X bằng 2, y bằng 3. Ô xoài thế. Em có bấm máy không nhỉ? Em bấm Em máy bấm. tính rồi này. À thế à? Đó là vâng. biểu thị diện tích chưa? Đó là biểu thị diện tích chưa? Rồi. Như vậy là về cái vector U bằng 2 lần V1 cộng 3 lần V2 nó chả là biểu thị diện tích là cái gì nữa. Đấy, đấy chính là phương pháp chứng minh một vector biểu thị diện tích. Ui chết. Sao đi? Chết rồi. Ui giời may quá. Nó lỏng. Cái này dẫn tới cái gì nhỉ? U bằng 2 lần V1 cộng U với bằng 3 2 lần lần V1 cộng 3 lần V2. V2. Vậy đó là biểu thị tuyến tính, tức là tổ hợp tuyến tính. Vâng. Rồi, xong rồi, kết luận. Rồi, cảm ơn Thơm nhé. Rồi, cảm ơn Thơm nhé. Vâng. Vậy là vector U bằng 2 lần vector V1 cộng 3 lần vector V2. Thế đây chả là tổ hợp tuyến tính hay là cái gì đâu? Nó chả biểu thị tuyến tính, nó chả tính theo V1, V2 còn tính theo cái gì, đúng không? Bài toán nó giải quyết xong. Bây giờ mình bắt đầu vận dụng vào đây. Đấy là thầy giáo lấy một cái để chúng ta thấy nó rất giống với chương trình phổ thông. 202 là ở trên 203. Xin mời, nào áp dụng. Thầy vừa nói ở trên. Xử lý câu này. Đấy, ta đi nhìn nhau này. Như vậy ở dưới nó có tài liệu rồi. Thầy hỏi vẫn hỏi ở dưới đấy. Có rồi, có rồi. Để ta kiểm tra lại, chờ một tí. Em có đề trong tay chưa? Cũng không theo in tờ đề ra. Cái tập bài tập ấy. Cũng không in. Ủa sao ký giấy? Thôi, không vào đây nữa. Cái vấn đề tế nhị. Để ta kiểm tra lại sau. Có thấy bài này giống bài thầy vừa chữa không? Bài vừa lấy của thầy là 2 chiều, bây giờ các em là 3 chiều, làm khác gì đâu. Vừa lấy là x y, bây giờ là gì?
XYZ, cách làm giống hệt như thế, làm rất dễ hiểu, ghi chép cẩn thận và sau lấy tài liệu để mà ôn. Ngoài ra khi mà được điểm thi được điểm cao 8, 9, 10 ấy, sau này nó lên trên mạng nó bảo là có ai gia sư môn dạy số tiến tính không, là mình vào là mình kiếm được việc đệ tử chân truyền của thầy Nhâm Ngọc Tần, đầy đứa nó đến thật quá, tiền nhiều như nước sông Đà, việc gì phải đi ra ngoài làm bắt tham bắt tiếng gì nữa mày thôi. Ô, mặc dù đây là ba chiều nhưng mà vẫn có hai vectơ thôi, trình bày giống như vừa nãy đấy. Vectơ ở đây là UV rồi thì mình sẽ lấy cái vectơ kia, vectơ nào đó V kép là tổ hợp tuyến tính của cái này, khi mà chỉ khi tấm xong áp dụng lần lượt thay V kép bằng x bằng alpha bằng beta bằng gamma là ra. V kép là tổ hợp tuyến tính của U và V khi và chỉ khi y hệt như bài trên, nó chẳng có gì cả. Tồn tại x y sao cho V kép bằng x nhân U cộng y nhân V. Đấy. Giải ra có điều vừa nãy là hai phương trình hai ẩn, còn bây giờ là hệ gì ạ? Ba phương trình nhưng chỉ có hai ẩn thôi. Đúng không? Nó khác một tí. Thế thôi, chiến đấu hết từ đầu đến cuối. Sáng làm vlog về ngày đầu tiên đi học, tối nhận tin F1. Trong cái tình hình này thầy là một trong những người rất hay chụp ảnh, mà thầy biến chị bao nhiêu hình ảnh đẹp hết lắm lắm chụp. Khi làm chung một người nọ, người kia nghĩ ai, kết quả tí là bắt tay, bắt mình thầy lâu lắm thì gặp thầy, bắt tay cái, bắt tay xong mà vui mai nghỉ nhà nhá. Kết quả thế nào nhỉ? Mạnh dạn lên, thầy giáo hướng dẫn rồi, anh em phải tập làm nữa. Lớp cũng sáng làm tốt được các em, em cố gắng.
vì bạn không hiểu và sắp trầm cảm với môn logic đếm á. Tiện cho mình đứa nào hiểu bài để cứu rỗi cho mình nha. Môn đấy khó, phải học một tiếng Anh nữa đúng không? Mất phải thầy phản đối. Mình đang đề nghị lợi một tiếng Nga. Thầy dạy tiếng Nga hay hơn cả giáo viên người ta. Có nghĩa là cái phương pháp sư phạm của thầy tốt hơn cái thầy đấy. Mà thì tiếng Nga mình nói rất là vớ vẩn nhưng mà sinh viên nó hiểu, nó gần đầu tiên tới. Tiếng là một cái phụ, phương pháp rất là quan trọng. Được chưa, ra chưa? Có thắc mắc gì không? Riêng thằng cuối cùng không cần làm. Vì sao? Bởi vì vector 0 bao giờ cũng bằng 0 nhân vector thứ nhất cộng 0 nhân vector thứ hai. Thế là xong. Thực ra là xong rồi nhưng mà nó không phải làm. Như vậy chỉ còn lăn tăn con A, con B thôi. Quy trình là như sau. Các em có làm đúng con số như này không? Nếu ai chưa làm được như này thì phải xem lại, mình học thế là chưa đạt yêu cầu. Thầy giáo hướng dẫn lẫy rồi. Tuy nhiên giữa ngôn ngữ vừa lẫy với lại ngôn ngữ đây nó khác nhau. Tức là những người hiểu bài rồi người ta trình bày thế này, mình phải trình bày đúng vừa lẫy. Tức là gì? Quay lại này. V kép là tổ hợp tuyến tính của U khi mà chỉ khi trình bày giống như đoạn thầy giáo vừa nói luôn lấy. Thế nhưng mà hiểu bài rồi thì nó trình bày hàn lâm hơn, nó trình bày thế này. Đấy, những các em chưa quen các em phải trình bày thế nào? Giống như này này, đây này, giống như hai dòng trên này. Đây này, đây, đây, nhưng mà mình thay ký hiệu đi tí. V kép là tổ hợp tuyến tính của U và V khi và chỉ khi tồn tại XY thuộc R sao cho V kép bằng X nhân với U cộng với Y nhân với V. Biến đổi giống như này. Đấy, sau đó bắt đầu vào câu 1, vào câu 2 và câu 3. Thế có phải là rất dễ hiểu không? Dễ hiểu hơn cái cách đánh máy nhiều chứ. Tại sao thầy không đánh máy vào? Không được. Cái dạy học này phải mình phải viết chậm chậm để sinh viên biết tiến trình học như thế nào mới hiểu bài. Chứ đánh máy này ai chả đánh được. Quan trọng là truyền vào cái phương pháp ở trong cái lời nói luôn, nó sẽ làm như thế này. Đánh máy này ai chả, những bạn khá nó hiểu không có đề gì cả, nhưng mà nó hơi học hơi đuối một chút, nghe làm sao hiểu được. Phải dẫn dắt định lý định nghĩa như thế nào. Các bạn nào học cao thủ hơn thì bắt đầu trình bày như này nhé, còn không thì trình bày giống như vừa nãy các thầy. Thì kết quả là chúng ta sẽ dẫn tới cái đầu tiên là hệ nghiệm là 21 đúng không? Cái thứ hai là 38, cái thứ tư và quên cái thứ ba thì không cần nói, không cần viết. Rồi, như vậy câu này được giải quyết xong. Úi giời ơi. Vừa nãy là trong RN, còn bây giờ là đa thức. Đa thức thì sẽ làm thế nào? Trong trường hợp đa thức ấy, thì ta làm cũng giống như thế. Nhưng có điều là chúng ta sẽ dùng phương pháp đồng nhất hệ số, còn vừa nãy là dùng phương pháp đồng nhất tọa độ. Là như thế nào? Ta cứ ký hiệu chung đi. Thầy giáo nói chung, sau đó các em tự làm tiếp. Cố gắng đấy nhá, học hành vất vả, kết quả phụ vàng. À quên, còn ngào. Lớp mình làm chậm hơn lớp kia tí. Không sao. Có nhiều bạn không biết phương pháp, học rất vất vả nhưng mà vẫn cứ trượt lên trượt xuống. Là do không biết cách học, chứ không phải người ta học dốt đâu. Sau khi một số bạn học môn giải tích 1 trượt lên trượt xuống này, nó bảo bây giờ thôi quyết định đăng ký vào thầy Tần, học một phát qua luôn. Thế sau đó nó bảo là học thầy Tần auto qua. Làm gì có cái đấy, chẳng qua nó thi trượt nhiều, nó rút kinh nghiệm. Thầy làm gì mà giỏi thế, nó lên nó cứ gọi là nó quảng cáo cho thầy giáo chết rồi. Quảng cáo thế tất cả nó lao vào, thế ta cấm thi được ai? Bây giờ nó như này nhá, lại giống như cái thủ thuật vừa nãy đúng không? Chúng ta lấy một cái tên chung đi, V kép biểu thị tuyến tính qua P1, P2, P3 khi và chỉ khi tồn tại trong bài đã XYZ rồi thì không được ví dụ XYZ nữa. Không phải quay đâu, không phải chụp đâu. Có video bài giảng mà. Thầy vẫn ghi mà. Như nào nhỉ? Tồn tại ABC
xyz rồi, sao cho v kép bằng a nhân p1 cộng b nhân p2 cộng c nhân p3. Có làm giống như cái phong cách làm bài bài vừa đấy không? Đấy, thế thì mình lại lấy a nhân p1 cho thầy giáo. A nhân p1, b nhân p2 nhân luôn nhá. Thôi được rồi, cứ trình bày ra mặt khác. Nó hơi dài một tí nhưng mà sau này xem lại rất dễ hiểu. A nhân p1 2a 2x à nhầm. AX 4ax bình đúng không? Cẩn thận nhầm nhá. Để ý không nhấn nhầm đấy. Cái này chỉ lơ đẩy tí nhầm thôi. Rồi. B nhân p2 bằng cái gì? B trừ bx cộng 3bx bình đúng không? Rồi, c nhân p3 bằng cái gì? Xong cộng dọc xuống xong cho nó bằng lắp vào câu A, lắp vào câu B là ra được kết quả. C p3 mọi một quá, nhờ bạn khác là khổ cái chết là Trần Hồng Quang đọc tiếp. 33C thế thì đọc dứt khoát xong à, cộng 2C chữa cả luôn cái tật nói tắt là nói lắp. Rồi. Cộng dòng xuống. Em tự cộng dòng xuống nhá. Cẩn thận viết nhầm nhé, của chết. Viết nhầm dấu. A trừ B cộng 2C định bình. Tiếp tục cái cuối cùng. Ừ. Đúng rồi đấy, sở ý sướng quá, viết nhầm tay cũng vừa kịp nhìn. Tại vì trên đấy bình dưới lại bình nữa ta thấy nó nhầm ngay. Đến đây được chưa nào? Xong rồi lắp vào câu A. Lắp vào câu A. Câu A nó hỏi là cái gì nhỉ? Alpha hay là beta, gamma? À U. Vậy U sẽ là tổ hợp tiến tính của P1, P2, P3 khi nào? Khi và chỉ khi ABC là nghiệm của hệ phương trình, tức là tồn tại ấy. Tồn tại chính là nghiệm của hệ phương trình thì có gì đâu. Tồn tại ABC sao cho? Sao cho nếu đúng như thế là U sẽ bằng X nhân P1 cộng y nhân p2 cộng z nhân p3 để cho nó quen mắt đã đây. Sau đó dùng đồng nhất hệ số. U đâu rồi? U đâu rồi? U đâu rồi? Hả? Ơi giời ơi, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, những cái bên phải nó chính là cái này rồi này. Đấy, tại vì câu A câu B nó đều có đoạn chung đấy, nên ta biết trước. Đâu rồi, con U1 rồi, con U đâu rồi? U đâu, U đâu? Trừ 9, trừ 7, trừ 15. Trừ 9, trừ 7, trừ 15. Như vậy cái con đầu tiên là phải bằng trừ 9. Thế này. 2A cộng B cộng 3C bằng trừ 9. Cái con thứ hai là phải bằng trừ 7. Con thứ ba là trừ 15. Hiểu ý chưa nhỉ? Đấy. Thế là hôm nay mình lớp mình đi chậm hơn lớp kia một tí thôi cũng không sao. Thế là chúng ta giải cái này ra. Tự giải nhá. Sau đó làm tiếp bài 205 và cái bài tiếp theo. Mình làm chậm hơn lớp kia mấy bài. Không sao. Các em thân mến, như vậy bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong bài tuần sau. À buổi sau. Đó, chào các em nhé.